bởi vì giới thiệu chung với lại cái X Pro 2 nên cái XK 2S không thật sự gây được nhiều sự chú ý, nhưng mà có lẽ đây mới là cái sản phẩm mà Fuji họ sẽ bán rất là nhiều, đặc biệt là thị trường quốc tế, khi mà giá của nó rẻ hơn khoảng $100 hay là hơn thế nữa so với giá của XT10. Thì XK 2S về bản chất nó giống như là một cái X Pro 2, về bản chất nó giống như là một cái XK 10, nhưng mà nó có thiết kế khác phù hợp với lại những người nào mà thích cái sự đơn giản hơn là cái sự hầm hố của XT10. Chúng ta có chung một cái loại cảm biến X-Trend 16 chấm, X-Trend thế hệ 2. Chúng ta có chung bộ xử lý hình ảnh, có chung gần như là tất cả những thông số khác, có chung những cái điểm lấy nét theo pha. Chúng ta có chung một tốc độ xử lý. Thì tương tự như vậy, chỉ có thiết kế là khác thôi. Và bạn có thể sử dụng chung với tất cả những cái ống kính từ trước đến giờ của Fujifilm. Đó. Ngoài cái việc mà có thêm, ngoài cái việc được nâng cấp giống như là cái XT10, thì cái phần thiết kế của máy cũng có sự khác biệt với cái bán này, nó được làm nhô hơn và cái tay chúng ta được bám vào đây. Thì cái thiết kế này giống như thiết kế trên X Pro 2 và tay của bạn sẽ bám vào rất là chắc chắn ở đây. Đây là điều mà mình không thấy ở trên cái X Pro 2, thì nó nhỏ hơn và khi mà cầm thì thường nó trơn hơn. Đó. Thì ở trên này Fuji họ vẫn tiếp tục duy trì những cái đặc điểm cũ, ví dụ như là một cái flash cup, chúng ta có thể chỉnh tốc độ rất là nhanh ở đây. Chúng ta có thể chỉnh tắt máy, mở máy ở đây, nút FN có wifi và tăng giảm 3 khẩu. Ở mặt sau thì cũng tương tự như thế hệ cũ, và cái viewfinder thì độ phân giải là 2 triệu chấm, thì cũng không khác gì so với lại những cái máy gần đây của Fujifilm. Nó giống như là một cái phiên bản khác của XT10 về mặt thiết kế và giá rẻ hơn vậy. Tuy nhiên là các bạn cần lưu ý là cái máy này thì vẫn được sản xuất ở Nhật Bản. Nếu mình nhớ không lầm, XT10 sản xuất ở Thái chứ không phải ở Nhật. Và đây sẽ là một cái lợi thế rất là lớn. Cái X70 mà mình có ở đây thì sản xuất ở Trung Quốc. X Pro 2 thì tất nhiên là luôn luôn được sản xuất ở Nhật Bản rồi. Đó. Dự kiến là những cái máy này sẽ về Việt Nam trong khoảng tháng 2 và có lẽ sẽ phải bán sau Tết chứ không thể bán được cùng thời điểm. Hơi tiếc một chút. Thì khi mà máy về Việt Nam thì bọn mình sẽ chia sẻ nhiều chi tiết hơn. Bởi vì cái XK2S giống như là một cái máy mà mọi người được đánh giá rất là thấp, nhưng mà thực tế thì nó nên là một cái máy được quan tâm, bởi vì sẽ rất là nhiều người mua nó thay vì đầu tư quá nhiều vào X Pro 2. Rồi, xin cảm ơn các bạn.